chết đâu còn, chứ có làm gì tổn lương lại đâu. Mày tưởng tiền của thiên hạ dễ nuốt lắm hả? Mày nuốt thử bức tượng này tao xem. Ước mình cùng bay phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng VN. Cái mạng lưới đồ cổ xứ Đông Dương này một tay tôi nắm hết. Còn để của mày đâu? Nói cho nghĩ, tôi hứa danh dự với cuộc đời của mình, tôi sẽ xây dựng nên cái đế chế đồ cổ ở cái xứ này. Sau đó tôi sẽ mời những cái đứa mà học đại học bằng thạc sĩ, tiến sĩ về làm cho tôi. Còn cái thằng cốc ké nó đi qua không khỏi lũ chê làng cho nó nghỉ. Hân hạnh được làm việc chẳng quyên. Hay là mày cho tụi anh theo mày học nghề với? Có bằng đại học chưa? Chưa bằng đại học á, mình học ít thì mình mua bán nhỏ lẻ thôi, mơ mộng cao siêu, đua đòi làm chi. Tôi nói mấy chú nghe, lần trước hứa với mấy chú sao? Đủ một cặp cho các chú. Coi như là giao đủ hàng nha. Chính xác là một cặp chung với cái đó. Cũng khá tinh xảo lắm đó. Một cặp này mà trưng bày trong nhà thì phát tài biết mấy ha. Ê, có gì đó không ổn. Cái gì vậy? Mày đúng là trạng rồi đó. Đến cả túi tao mày còn lừa được. Đợi tao dạy cho mày cách làm ăn. Mày làm tổn thương cái bác. Mày đang làm tổn thương cái tiền của tụi tao. Cái tiền tao tao dở rồi, hiểu không? Mà tiền kháu bác sĩ, ai lo hả? Tao phải đâu còn chứ, có làm gì tổn lương lại đâu. Mày tưởng tiền của thiên hạ dễ nuốt lắm hả? Mày nuốt thử bức tượng này tao xem. Bắt tao là hàng đầu giả hả? Đau quá. Cô Nga ơi! Trời đất ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Thôi! Cô bị sao vậy? Trời Tuân! Nó bị sao vậy? Đánh nó vậy con? Không có biết. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.